Chuyện thứ nhất, cho tiền đi nghe pháp. Ông trưởng giả cấp cô độc có một người con trai đã lớn khôn, ham ăn chơi, đánh bạc, không biết gì về Phật pháp. Ông cấp cô độc liền dùng phương tiện đưa con ông vào đạo. Một hôm, ông kêu con trai nói rằng: "Hôm nay cha bận công việc, con đi nghe pháp thế cha, cha sẽ cho con 100.000 đồng." Cậu con trai không muốn nghe pháp, nhưng muốn có 100.000 đồng nên chịu đi. Khi đến chốn Phật, lễ Phật xong, cậu tìm một chỗ vắng đánh một giấc, chiều về lãnh 100.000 đồng. Tuần lễ sau, ông trưởng giả cấp cô độc lại nói: "Hôm nay cha cũng bận, con đi nghe pháp thế cha. Lần này con cố nhớ một bài kệ về nói lại với cha, cha sẽ cho con 200.000 đồng. Lần này, vì muốn lãnh 200.000 đồng nên cậu cố gắng nghe và nhớ được bài kệ Phật dạy: các hành vô thường là pháp sanh diệt hết rồi, tịch diệt là vui. Cậu về nói lại với cha và lãnh tiền thưởng." Tuần lễ sau nữa, ông trưởng giả cấp cô độc lại kêu cậu con trai và nói: "Hôm nay cha cũng bận việc, con đi nghe pháp thế cha. Nhưng lần này con cố gắng nghe trọn bài pháp về nói lại với cha, cha cho con 300.000 đồng. Lần này cậu con trai ông cấp cô độc muốn được 300.000 đồng nên cố gắng nghe. Nhưng càng nghe lại càng hay, càng nghe lại càng thích thú, và cậu đã giác ngộ nên lần này cậu về nhà không lấy tiền nữa mà cậu cảm ơn cha, nhờ cha mà cậu được nên pháp vị cam lộ. Cậu nói: "Ngày mai nhà vua thỉnh Phật và thánh chúng vào cung cúng dường, con xin được phép đi rước Phật và hầu Phật." Hôm sau, ông cấp cô độc thấy con ông đứng hầu sau Phật, có vẻ cung kính và trang nghiêm. Đức Phật biết ý, kêu ông cấp cô độc nói rằng: "Con trai ông đã là đệ tử thuần thành của ta." Ông cấp cô độc nghe lời ấy, hoan hỷ, vui mừng, không ngờ con ông được chuyển hóa mau như thế. Chuyện thứ hai, đòi nợ Phật. Một hôm, Phật đi du hành, có một ông bà La Môn đến nhìn mặt Phật và vẽ một vòng tròn xung quanh Phật. Vẽ xong, ông nói: "Này, Sa Môn Cù Đàm, hãy trả 5 lượng vàng rồi mới được đi." Các hàng đệ tử rất ngạc nhiên, nhưng Phật vẫn đứng trong vòng tròn và bảo ngài A Nan: "Hãy đến ông cấp cô độc bảo ông trả 5 lượng vàng cho ông bà La Môn này. Chính ông mắc nợ chớ không phải ta." Phật dạy: "Quá khứ vô lượng kiếp về trước có một ông vua. Rảnh rỗi, vua du ngoạn buổi trưa, thấy hai ông quan đánh cờ ăn tiền. Nhà vua cũng ngồi coi và một người bị thua 5 lượng vàng nhưng không có tiền trả. Vì nể vua nên quan đại thần không dám đòi, nhưng ông nhớ mãi đến nay mới đòi." Phật kết luận: "Quan đại thần mắc nợ là tiền thân ông cấp cô độc, ông quan chủ nợ là tiền thân ông bà La Môn này, và ông vua là tiền thân của ta. Người không mắc tai mũi lưỡi. Khi Phật còn tại thế, có ông trưởng giả giàu có, sanh được 3 người con gái. Ông bị bệnh qua đời, bà vợ ông đang có mang. Sau khi ông trưởng giả qua đời, theo luật nước, nếu không có con trai thì gia sản phải bị nhập vào quốc khố của nhà nước. Cô con gái lớn đến tâu vua, muôn tâu bệ hạ: "Mẹ con đang có thai, chưa biết là trai hay gái. Đợi đến khi mẹ con sanh, nếu là gái thì thu gia sản cũng chưa muộn." Nhà vua nghe nói có lý, nên chờ bà trưởng giả sanh rồi mới quyết định. Đến khi bà trưởng giả sanh, lại là một quái thai, có đầu mình chân tay, nhưng mắt tai mũi lưỡi lại không có. Do đó nhà vua quyết định để gia tài cho nó hưởng. Ba chị em nuôi dưỡng, hầu hạ đứa em này, cùng hưởng gia tài. Ba chị em mới đến gặp Phật và thưa: "Kính bạch Phật, do quả báo ác nghiệp gì mà đứa em của chúng con bị tật nguyền như thế?" Phật dạy: "Đây cũng do quả báo ác nghiệp gây nên. Vào thời quá khứ về trước, có một người lái buôn trưởng giả, sanh một đứa con độ hơn 10 tuổi. Có một người lái buôn khác đến vay tiền, ông cho vay 100 lượng vàng, giao kèo sau 20 năm sẽ trả cả vốn lẫn lời là 120 lượng. Nếu ông qua đời thì trả cho con trai ông." Hai người đem việc đến quan đoán sự làm chứng. Quan đoán sự lại là em ruột ông trưởng giả: "Quan sát, anh đừng lo, có em làm chứng không mất đâu mà sợ." Thời gian sau, ông lái buôn mất. Đúng 20 năm, người con trưởng thành đến đòi số vàng ấy. Ông lái buôn vay nợ liền chối là ông không có vay. Người con trai ông trưởng giả đòi đưa ông đến quan đoán sự, ông cũng không sợ. Ông lái buôn vay nợ liền đến lo lót bà vợ ông quan đoán sự. Ban đầu, bà không dám nhận vì chồng bà thanh liêm, được vua tin cậy. Nhưng ông lái buôn đưa đến 40 lượng vàng và nói: "Nhờ bà nói với quan đoán sự, nếu nói không biết thì được, nếu xử công bằng thì bà không được gì. Chỉ có một tiếng nói mà được số vàng như thế, có sướng không?" Bà vợ đoán sự nghe bùi tai nên nhận lời. Khi quan đoán sự về nhà, bà nói chuyện ấy. Ban đầu, ông không chịu.
nhưng sao bà đòi giết con rồi tự tử thì ông đành nghe theo. Khi người cháu đưa ông Thái Buôn mắc nợ đến trước quan đoán sự, kể lại câu chuyện dai dằng ngày xưa, có quan đoán sự làm chứng, thì quan đoán sự nói là ông không có biết. Thế là người cháu mắng, quan đoán sự bất chính. Tôi là người cháu chú mà chú còn như vậy, huống chi người khác. Chú không xứng đáng sự tin cậy của nhà vua và dân chúng. Chú sẽ chịu quả báo khốc liệt sau này. Phật kết luận, em trai các con bị tật nguyền, tiền thân là quan đoán sự đó. Ác nào bằng ác sân si, lửa nào bằng khổ nhục tham lam tràn. Khổ nào bằng khổ trần gian, vui nào sánh được niết bàn thanh cao. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.